Mình nghĩ tuổi trẻ là khoảng thời gian rất đẹp. Nếu mà để nó trôi qua một cách không có gì đáng nhớ, thật sự rất là phí. Và chắc chắn sau này mình sẽ tiếc nuối rất nhiều. Vậy thì thay vì để tiếc nuối, thì hãy làm gì đó ý nghĩa ngay bây giờ đi. Để về sau khi mình nhìn lại thời trẻ đó, mình mỉm cười, mình thấy ok vì mình có những ngày trẻ thiệt đẹp. Phi thường nhìn thật xa rất nhớ.